yêu thích chăn nuôi từ nhỏ. Và chăn nuôi cũng là lựa chọn lập nghiệp của chàng trai trẻ Trần Huy Hợi tại vùng quê nghèo ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Sau nhiều năm nuôi gà, nuôi vịt nhưng giá cả bấp bênh, dịch bệnh thường xuyên nên hiệu quả thu được không cao, cuộc sống gia đình mãi không khá lên được. Anh Hợi đã có một quyết định táo bạo. Khi mà cuộc sống xã hội Việt Nam ta ngày một phát triển, chúng ta đã có cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Ngoài cái vấn đề vật chất ra thì chúng ta cũng còn phải có một cái tinh thần nữa. Chính vì vậy là con công nó mang một cái giá trị tinh thần là người ta thích chơi, làm cho tâm hồn người ta nó nhẹ nhõm. Khi nhà tôi chọn nuôi công thì tôi cũng đã từng có nhiều suy nghĩ đắn đo, nhưng mà sau 8 năm kinh nghiệm của anh thì tôi rất là ủng hộ. Vì anh là người rất là nhanh nhạy về thị trường và anh đã nắm bắt được thị trường và tôi đã đồng tình với anh về vấn đề khi phát triển con công này. Chim công nó là dòng mang cái tính chất là sắc đẹp của nữ hoàng. Nó là loài chim rất là đẹp. Trên thị trường ấy thì có một số người ta còn bỏ ra rất nhiều tiền, người ta chơi như cái hàng cảnh như chó cảnh hoặc là cá cảnh. Chim công này nó là một loài rất đẹp. Thế nhưng cái giá trị của nó mà để mà bán trên thị trường thì nó cũng rất là vừa phải. Giá từ 12 đến 20 triệu một cặp, nó tùy theo màu sắc. Đấy, chính vì vậy là trong cái tương lai của thị trường tôi dự đoán là nghề chim công này nó rất phát triển và khả quan. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của con chim công tại Việt Nam, lại được sự ủng hộ của vợ. 3 năm trước, anh Hợi đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm của hai vợ chồng và vay mượn thêm bạn bè để vào Nghệ An mua 15 cặp chim công bố mẹ với giá 20 triệu đồng một cặp về mở trang trại chăn nuôi ngay tại gia đình. Cái con chim này, cái tập tính của nó là cái tính hoang dã. Chính vì vậy là để mà thuần hóa thì ta phải nuôi và gần gũi với nó, thường xuyên chăm sóc và để thời gian chút chăm chú đến nó thì dần dần nó sẽ quen với cái những người mà thân cận với nó. Nhỏ. Vì vậy, cần cho chim ăn nhiều rau xanh để tăng sức đề kháng, giúp chim công có bộ lông bóng mượt và màu sắc rực rỡ. Cũng có lúc thì nhà tôi thì đã có một chút dao động là khi phát triển con chim công này, thời gian đầu thị trường nó chưa được mặn. Bởi vì là nhiều người chưa biết đến con chim công này lắm, nhưng mà về sau thì sau nhiều năm chăn nuôi thì khi mà sản phẩm tiếp cận vào thị trường và được mọi người ủng hộ thì nhà tôi mới quyết định rằng là không còn cái tư tưởng là hoang mang nữa và bắt đầu mạnh dạn là phát triển nhân rộng đàn giống lên hơn. Thì lúc đấy thì bản thân tôi cũng rất là vui mừng khi mà anh ấy đã thoát khỏi được cái tư tưởng.
mà anh ấy sẽ sẵn sàng mang chú chim lên bệnh viện và nhờ bác sĩ chăm sóc. Nhiều khi tôi còn nói rằng nhiều khi anh có bị làm sao không? Bệnh viện là chăm sóc người chứ có đâu có chăm sóc gia cầm đâu mà anh lại mang lên đấy. Thì anh bảo là một sinh mạng mình cứu hết sức của mình, còn tùy đến đâu đến đấy thôi, còn người ta nghĩ gì nghĩ, chỉ cần cứu được mạng con chim là anh đã vui lắm rồi. Và thì anh đã một hành động của anh thôi làm tôi rất cảm động và thực sự anh yêu nghề. Và ông trời đã không phụ công người có tâm. Chỉ với mấy chục con giống ban đầu được mua về từ Nghệ An, sau 3 năm nuôi sinh sản và cho ấp nở, anh Hợi đã sở hữu một trang trại chim công với hơn 80 con công bố mẹ và hàng trăm con công con. Không chỉ cho giá trị về thẩm mỹ mà còn cho giá trị kinh tế cao, ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Anh Hợi thì nói chung là thanh niên mà có cái chí tiến thủ, ham muốn làm giàu. Mô hình nuôi công này thì là chỗ anh Trần Như Hợi này là đột phá duy nhất huyện Phục Cừ. Cũng là huyện Phục Cừ này chưa có hộ nào dám nghĩ, dám làm mức độ như này đâu. Tới đây với vai trò là chủ tịch hội nông dân xã thì lại sẽ phát động các hội viên học tập cái mô hình của anh Hợi này. Giờ đây, với anh Hợi, việc nuôi chim công không khó. Nhưng để thành công, theo anh, người nuôi phải có sự kiên trì, lòng đam mê, coi chim như bạn, chăm sóc tận tình, chu đáo. Và anh đã làm được điều này. Trong suốt cái thời gian mà tôi theo đuổi nghề chim công này được 3 năm nay thì tôi cảm thấy tạm hài lòng với những kết quả. Vì sao tôi nói từ tạm? Vì là cái mong muốn của tôi nó sẽ phát triển cái nghề chim công này lớn hơn nữa, rộng hơn nữa. Trong cảnh thanh bình của làng quê, những con chim công xòe bộ lông rực rỡ và kiêu hãnh chính là kết quả của sự đam mê, của tình yêu với nghề chăn nuôi, tình yêu với quê hương của những thanh niên giống như anh Hợi, những người thực sự muốn gắn bó và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Để hiểu rõ hơn về công việc nuôi chim công của anh Trần Huy Hợi ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên, bà con có thể liên hệ theo số điện thoại sau: 0979 918 998 hoặc 0976 654 722.